Thông tin Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bị buộc thôi học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Phía nhà trường cũng đã lên tiếng chính thức về việc thôi học với Miss Universe Việt Nam 2023. Vào tối 29 tháng 3, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bị réo gọi rầm rộ trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, nguyên do vì người đẹp sinh năm 1998 được cho là đã bị buộc thôi học do vi phạm quy chế học tập ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Cụ thể, trong hình ảnh danh sách buộc thôi học đối với sinh viên hệ chính quy vi phạm quy chế học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024 có tên của Bùi Quỳnh Hoa. Lý do buộc thôi học vì đã bỏ trống một học kỳ, dù chưa được xác thực nhưng thông tin này đã ngay lập tức khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Ông Lê Hùng, trưởng phòng đào tạo của Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra thông tin cụ thể đối với trường hợp này. Chia sẻ với truyền thông, ông Lê Hùng xác nhận chuyện Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đã bị buộc thôi học, việc này đã được phía trường học thông báo đến với gia đình. Vào tháng 7 năm 2023, người đẹp sinh năm 1998 thông báo tin đã trúng tuyển Đại học Sân khấu Điện ảnh, ngành đạo diễn điện ảnh. Trên trang cá nhân, cô từng bày tỏ niềm hạnh phúc, đậu rồi, Hoa chính thức tiếp tục việc học với ngành đạo diễn điện ảnh ạ. Bùi Quỳnh Hoa là một gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi nhan sắc. Cô đã tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhưng không đạt thành tích, sau đó đăng quang Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017 và giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018. Năm 2022, cô lọt vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và đăng quang Siêu mẫu quốc tế tại Thái Lan. Bùi Quỳnh Hoa cũng từng là huấn luyện viên cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam Miss International Queen và Hoa hậu Trái đất Việt Nam Miss Earth Việt Nam. Tháng 9 năm 2023, cô đã đoạt vương miện Miss Universe Việt Nam 2023. Trước khi theo đuổi sự nghiệp nhan sắc, Bùi Quỳnh Hoa từng là học sinh trường Marie Curie Hà Nội trong giai đoạn cấp 3. Sau đó, cô thi đỗ vào trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, một cơ sở đào tạo giáo dục tư thục tại Việt Nam. Tuy nhiên, vào năm 2017, cô tạm dừng việc học để tham gia các cuộc thi Hoa hậu. Kể từ khi đăng quang ngôi vị trong nước đến lúc đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2023, Bùi Quỳnh Hoa liên tục trở thành chủ đề gây bàn tán trên các diễn đàn. Sau khi trượt top 20 đấu trường nhan sắc đình đám, Bùi Quỳnh Hoa hồi hương trong âm thầm, cô không có bất cứ hoạt động nào nổi bật dù trong nhiệm kỳ. Sau khi cân bằng lại cảm xúc và nếm đủ mùi thất bại, cô dần tái xuất với hình ảnh chỉn chu với phong cách thời trang gợi cảm. Nếu bỏ qua sự thể hiện của cô tại hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn vũ, rõ ràng mọi thứ của Bùi Quỳnh Hoa khá ổn. Người đẹp sinh năm 1998, sở hữu vóc dáng mỹ miều, gương mặt sắc sảo, làn da trắng ngần cùng với sự nghiệp người mẫu nổi bật. Ngoài thành tích hoa hậu, người mẫu Bùi Quỳnh Hoa còn ghi điểm với phong thái đĩnh đạc và tác phong làm việc chuyên nghiệp với vai trò mentor, huấn luyện viên. Mới đây, Bùi Quỳnh Hoa cũng trở thành người đào tạo catwalk cho Hoàng Kim Chi, đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Eco International. Được biết, Bùi Quỳnh Hoa chính là huấn luyện viên của Hoàng Kim Chi tại Miss Earth Việt Nam 2023. Tuy nhiên, điều này lại gây ra không ít tranh cãi trên các diễn đàn mạng xã hội. Bởi lẽ, tại chặng đua Miss Universe 2023, nàng hậu họ Bùi từng khiến công chúng ngán ngẩm với phần catwalk có phần ố dề, lắc lư đầu quá nhiều. Cộng đồng mạng còn gắn mác phần trình diễn này là skill lắc đầu với mục đích mỉa mai. Chưa dừng lại tại đó, Bùi Quỳnh Hoa tiếp tục gây thất vọng khi xoay tà váy dạ hội quá đà, thiếu tiết chế, tạo cảm giác rối mắt.